Vâng, xin chào đến với kênh Tiêu Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu touring cao cấp của dòng Gian X-Cape SL1. Vâng, thì như các bác đã biết thì cái dòng Gian X-Cape SL1 thì bên em về là rất là hot quá nhá. Đây là một mẫu touring cao cấp tại thời điểm hiện tại, model X-Cape SL1 với cái màu xanh tím than. Và xe mai bên em về còn rất là mới quá nhá, độ mới từ 90-95%, còn rất là đẹp. Đây là một dòng Gian touring được rất là nhiều các bác ưa thích và lựa chọn. Vâng, và bây giờ em xin mời anh giá tổng thể chiếc xe. Vâng, so với những mẫu touring thông thường khác thì dòng Gian X-Cape này là một dòng Gian cao cấp với bộ khung rất là chắc chắn, làm từ hợp kim nhôm alloy XFL. Thường thường thì những dòng Gian touring thường thì xe sử dụng bộ nhôm alloy X, và đây là một bộ nhôm siêu nhẹ nên nó có chữ SL sau đây. Dòng cao cấp của dòng tính hãng là Gian. Và xe tổng thể có tông màu xanh tím than luôn nhá. Dòng Gian X-Cape SL1. Làm từ bộ khung nhôm alloy XFL. Hộp kim siêu nhẹ của dòng Gian. Một lần này em về chiếc xe cũng rất là đẹp đó nhá. Tổng thể xe đánh giá từ 90-95%. Và đây cũng là một cũng vô linh được rất nhiều bác lựa chọn trong thời gian vừa qua. Đây là mẫu QR code chính hãng của xe. Xe còn rất là mới bác nhá. Đây là một dòng mẫu touring cao cấp của chính hãng Gian SL1, X-Cape SL1. Đây cũng là một mẫu model mới nhất năm 2019 tại thời hiện tại. Và xe vẫn được trang bị với bộ rơm sườn trên khung xe. Và cái màu xanh tím than này rất là dễ đi luôn nhá. Lớp sườn còn rất là bóng và sáng. Cổ phốt ghi đông của chính hãng Gian nguyên bản trong xe. Còn rất là mới của cốt ghi đông. Tay lắm top 1, tay lắm hiệu cao su đúc. Dòng tay lắm rất là bền, thương hiệu của Toan, cầm rất là chắc và tắt và êm tay. Tay lắm Trường Châu bên đây, có tay lắm Trường Châu đây. Xe được sử dụng với cấu hình Shimano Alivio, trang bị với 9 tầng lip rất là cao cấp của dòng Shimano, bộ phanh dầu thủy lực chính hãng của Shimano, luôn bản theo xe. Bên phải em được trang bị với 3 tầng đĩa chính hãng của Alivio Shimano, và cũng được trang bị với bộ phanh dầu thủy lực đằng sau. Tay lắm và ghi đông đầu tiên còn rất là mới nhá. Những đồ của lúc trên xe rất là mới. Tổng thể xe đánh giá 95%. Đây là một cái mẫu dòng Gian SL1 rất là hiếm bên em mới về và được rất nhiều các bác quan tâm. Thì lai em về một chiếc con màu xanh tím than đây. Càng xe đây. May nguyên cặp. Vành chính hãng SX2. Vành đĩa. Vành đổ đấy các bác nhìn rõ đấy. Vành đổ hơn gọi là vành đĩa không nhá. Vành này giúp cho xe bon hơn với cái độ chắn gió tốt hơn. Đây, thường thường thì những dòng xe đua thì em đã giới thiệu qua những dòng xe vành của dòng touring. Thì nó có những xe dòng xe về những vành chắn gió như dành vành của những dòng xe đua như này đây. Vành đổ đấy, vành hoa gọi là vành đĩa. Rất là cao cấp. Kích thước lốp 700x23C vẫn là kích thước lốp khá là cơ bản của những dòng xe touring thông thường. Xe có thông số sai ghép thôi nhá. Giờ các bác cần 1m6 1m7. Bùi đĩa Shimano chính hãng luôn bản cho xe.
gạt đĩa của Shimano Alivio nguyên bản cho xe. Củ này cũng là chính hãng của Shimano Alivio nguyên bản cho xe. Xe được trang bị với 9 tầng lip chính hãng của Shimano. Lip và xích còn rất là mới nguyên bản cho xe luôn. Và xe sử dụng với vành đằng sau cũng là cặp vành nguyên cặp của FX2. Vành đĩa, vành đổ của dòng Gian chính hãng nguyên bản cho xe. Đây. Vành của FX2, vành chính hãng của Gian. Cũng sử dụng kích thước lốp 700x28C. Cọc tiên chính hãng của xe, nguyên bản cho xe. Cũng là cặp cọc yên hình vuốt hình trụ, làm cho xe thon gọn hơn. Và ở giữa khung đây, dòng SL1 này thì riêng dòng SL1 ở giữa khung thì có cái vòng gọn khung này. Đấy. Hơi lượn vào cho cái bộ khung của nó rất là chắc chắn và rất là nhỏ gọn cho khung xe dòng Touring. Yên cũng còn rất là mới, chưa bong tróc, vắt gì cả. Vâng. Vâng, xe có khung size là chiều cao đứng là 47. Khi các bác đang mất 6 mất trên 7. Vâng, và bây giờ em đi trực tiếp hoạt động của xe. Xe được trang bị với 9 tầng lip chính hãng của Shimano. Vâng. Cấu hình cũng rất là khủng đó nhá. 9 tầng lip cũng dòng xe địa hình mà tôi định gần như là cuối cùng rồi. Đơn lip rất là mượt mà trơn tru nhá. Cấu lip. Và bên phải em là 3 tầng đĩa, 4 đĩa, lên đĩa, rất là bon, chuyển động rất là nhẹ nhàng và mượt lắm nhá. Đây là một mẫu tua đinh cao cấp dòng Gian Xích SL1 màu xanh chín than. Có độ mới là em nói như đã là 90-95%. Xe còn rất là đẹp đó nhá. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc Touring cao cấp của Gian XZ SL1. Và xe có khoảng độ rất là mới từ 90-95%. Và giá tốt bên em là 9.3 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là quan tâm liên hệ em qua Zalo 0975 709943. Còn bên YouTube tìm kiếm xe đạp, đến đăng ký và theo dõi kênh. Còn lại các bác còn chưa ngày mai. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đấy. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ đó, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.